Xin chào và chào mừng các cậu đã quay trở lại với WeChuiWei Anime. Anime từ lâu đã là một món ăn tinh thần không còn lạ lẫm gì đối với người xem chúng ta. Ngay từ khi mới ra mắt, một bộ anime hay sẽ gây ra một cú nổ truyền thông trên khắp các trang thông tin. Đâu đâu ta cũng sẽ nhan nhản các tin tức về bộ đó. Rồi cả những fanpage, các video YouTube phân tích sức mạnh, spoil nội dung mọc lên rất nhiều. Đương nhiên, các nhà sản xuất sẽ không thể làm ngơ trước miếng mồi béo bở này và sẽ bắt tay vào cách nghiên cứu, vắt sữa chúng. Một số bộ thì dù có thêm season 2, thậm chí 3, 4 vẫn còn giữ được phong độ, vẫn có rất nhiều khán giả mong chờ để xem tiếp. Nhưng một số bộ thì lại không may mắn như vậy, khi phần tiếp theo sẽ bị chê và sẽ không hay bằng phần đầu, nhạt, kém hấp dẫn. Điển hình như sự trỗi dậy của anh Hùng Khiên, bộ anime tớ sẽ dành toàn bộ thời lượng tiếp theo của video để nói về. Cùng bắt đầu thôi nào, let's go! Lưu ý, video này tớ sẽ chỉ nói riêng về trải nghiệm khi theo dõi anime và manga thôi nhá. Đầu tiên thì để cho những cậu nào chưa xem hoặc chưa biết đến anh Hùng Khiên, bộ anime này nói về Iwatani Naofumi. Bỗng một ngày, cô bị triệu hồi tới một thế giới song song cùng với ba người khác để trở thành anh hùng của thế giới. Mục đích của việc triệu hồi này của vương quốc đó là nhờ cậy sức mạnh của hiệp sĩ để đánh đuổi các làn sóng và các con quái vật để bảo vệ cho vương quốc. Mỗi anh hùng lần lượt sẽ được trang bị vũ khí huyền thoại của riêng mình ngay khi mới Isekai, sẽ có thương, cung, kiếm và Naofumi nhận được khiên huyền thoại làm vũ khí của mình. Lạ lẫm về thế giới mới, kèm theo chút nhẹ dạ, cả tin và thiếu hơi gái. Còn về trang thiết bị mà cậu sở hữu, một chiếc khiên vốn chỉ để phòng thủ chứ không thể tấn công, nên Naofumi bị coi là yếu đuối nhất. Thậm chí là còn bị gái đổi cho cái tội sàm sỡ mà cậu không hề làm, rồi để người người nhà nhà anti ghét bỏ. Trong mắt cậu, không còn gì ngoài hận thù. Naofumi quyết tâm sẽ trở nên mạnh mẽ và quay lại trả thù. Trên hành trình của cậu, cậu dần gặp được Raftania, người trồn. À không phải, cô bé là á nhân Tanuki, là người lai. Và Philo, một con chim có nhiệm vụ là kéo xe và thi thoảng thì sẽ có thể biến đổi thành một loli. Cả nhóm đã cùng nhau rong ruổi khắp nơi, đánh quái, cải level, hành hiệp trượng nghĩa. Khi nào cần, những lúc đánh đuổi làn sóng thì sẽ xuất hiện gánh các anh hùng khác còng lưng. Và đó là nội dung sơ qua về cốt truyện. Thì để nói về lý do vì sao phần 2 của bộ này được cho là đuối hơn phần 1 thì sẽ có 3 lý do sau. Đầu tiên là về cách xây dựng nhân vật. Ở phần 1, ta sẽ thấy nhân vật chính đóng vai trò trung tâm là một cậu chàng có mạnh mẽ, có suy nghĩ trưởng thành, tức là cậu biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Biết tiếp thu, biết phân biệt phải trái, là người nghĩa khí. Khi mới chuyển sinh tới thế giới mới, mọi thứ có phần khác lạ, đã thế còn được trao cho một nhiệm vụ đó là bảo vệ hòa bình, an nguy cho người dân. Cậu đã có phần lơ là và thiếu phòng bị để rồi bị lừa, bị sỉ nhục. Tuy nhiên, tính cách mạnh mẽ không chịu khuất phục, biết đứng lên để chứng tỏ bản thân mình. Kèm theo đó là tuyến nhân vật phụ, những phản diện đóng góp cho sự trưởng thành của cậu được xây dựng rất chỉnh chu. Như Mini, cô công chúa thích và muốn vào team của thương hiệp sĩ Kitamura. Tuy nhiên lại lựa chọn vào team của Naofumi để phá bĩnh anh chàng, làm gián điệp cho thương hiệp sĩ. Đầu tiên là dùng lời ngon tiếng ngọt lừa mua trang bị, rồi phản bội và cũng luôn số tiền trợ cấp ban đầu của cậu. Vu oan cho cậu có ý đồ đen tối, khiến chàng trai đi đến đâu thì người ta khinh miệt đến đấy. Xong xuôi thì ở những lần đụng mặt tiếp theo, vì ghét và cảm thấy không ưa khiên hiệp sĩ nên cũng ra sức múa mép đổ oan cho anh chàng. Từ việc nói rằng nhị công chúa bị bắt cóc, tới Raftania bị lừa gạt ký khế ước để ép Naofumi phải đấu một với một với hiệp sĩ của mình. Khi thấy bên mình có khả năng thua thì lại ở đằng sau đánh lén. Hay lần đụng mặt với giáo hộ, Mini cũng bày trò làm loạn. Đỉnh cao hơn là khi nữ hoàng đứng ra lấy lại trong sạch cho Naofumi, cô công chúa và cha của mình bị đưa đi xử tử. Cầu cứu người quen không xong, cô phải quay lại khum núm năn nỉ anh chàng tanker của chúng ta. Hay về ba chàng hiệp sĩ còn lại, khi mới đến vương quốc và nhận vai trò của mình cũng như sự phân biệt giữa các hiệp sĩ, họ không ngần ngại mà ngó lơ Naofumi. Nếu để dùng một từ mà miêu tả ba người thì có lẽ ích kỷ sẽ là phù hợp nhất. Họ chỉ chăm chăm vào thực hiện công trạng riêng, xây dựng địa vị cho bản thân nhưng cái gì cũng làm không tới. Kẻ thì đi giết rồng nhưng không thủ tiêu cái xác khiến nó trở thành zombie, quay trở lại tàn phá ngôi làng. Kẻ thì trồng cây chữa bệnh nhưng bệnh thì không chữa khỏi mà ngược lại, bệnh lại càng thêm bệnh. Khi có việc cần hợp sức thì cũng chỉ nghĩ cho bản thân và trực tiếp khước từ mọi sự giúp đỡ. Nghe theo những lời mị hoặc mà chẳng phân biệt đúng sai, cũng không luyện tập nâng cao kỹ năng vì quá tự tin với sức mạnh đang có. Đến khi bị ép phải đi tập thì luôn chọn nơi có nhiều quái vật để giúp bản thân có thể leo rank nhanh. Và rồi khi phải trực tiếp đối đầu với thế lực mạnh hơn, họ lại trở nên cuống cuồng. Nếu đã có kệ thì phải có những nhân vật tốt giúp đỡ và hỗ trợ nhân vật chính chứ nhở. Điển hình nhất có lẽ là Raftania. Với cô nàng người thú, nhân vật có lẽ là có thời gian được ở chung với nhân vật chính nhiều nhất. Nàng gấu mèo từng bước trưởng thành từ một cô bé nhút nhát cầm kiếm còn run đến một người bản lĩnh và mạnh mẽ. Cô có thời gian đồng hành, rong ruổi, khi thì ngủ ngoài trời, khi phải giết hại kẻ địch đến những lúc có chăn ấm, đệm êm.
Việc chứng kiến hết những gì mà nam chính trải qua khiến Ralph Tania trở thành điểm tựa vững chắc cho Naofumi có thể tin tưởng và dựa dẫm những lúc yếu đuối nhất. Có thể nói, tất cả nhân vật này đã trực tiếp tạo ra các trở ngại cho nhân vật chính để buộc Naofumi phải trở nên mạnh mẽ từng ngày. Đó là cái hay mà season 1 thể hiện, nhưng sang đến season 2 thì sao? Đồng ý là chúng ta không thể lặp lại được những gì đã xây dựng từ phần 1, thế nhưng có thể khai thác thêm một phần với các nhân vật khác có tác động đến nhân vật chính được không? Đầu tiên là nhân vật Rishia. Cô bị anh hùng cung Itsuki xua đuổi do quá yếu đuối, ngu ngốc. Rishia gia nhập nhóm của Naofumi để tìm cơ hội chứng minh bản thân một cách tuyệt vọng. Sơ hở lúc nào có sự xuất hiện của anh hùng cung là cô lại tới loe ngoe xin được cho một cơ hội để cố gắng dù lần nào cũng bị đuổi. Kiểu như là trong nhân vật này chỉ có anh hùng sử dụng cung tên Itsuki là nhất thôi vậy. Điều này cực kỳ gây ức chế đối với người xem và đôi khi xem phim thì chúng ta sẽ cảm thấy nhân vật này thật phiền phức. Hay cô nàng Hurai được biết đến là một phần của Linh Quy, thứ mà nhóm của Naofumi phải tìm cách tiêu diệt sớm để tránh gây ra thương vong cho người dân. Cô nàng Hurai xuất hiện, đến và đi nhanh như một cơn gió. Sự có mặt của cô nàng cũng khiến người xem có cảm giác bị ngợp, kiểu như là từ đâu đó xuất hiện, kể về bản thân và mục đích đến, tin tưởng hết sức và cũng giúp đỡ hết mình cho nhân vật chính dù mới gặp và quen biết nhau một thời gian. Điều này khiến người xem chẳng có một chút ấn tượng nào đến cô cả. Và cả sự hy sinh của cô cũng chẳng thể khiến người xem cảm thấy có tí tẹo cảm xúc nào để mà đồng cảm. Việc xuất hiện chấp nhoáng này chỉ để chết, nó khiến cho những phân cảnh yếu đuối hồi tưởng về những người tốt, những người hy sinh nhằm tạo động lực cho Naomi phát triển hơn, nó rất là sượng. Ấy vậy mà trong phim, nó được thể hiện rất nhiều. Chưa kể là còn các nhân vật khác cũng đến và đi rất nhanh, như anh chàng El Arbeck đã xuất hiện từ phần 1, cô nàng Romina, hay phản diện tiềm năng nhưng không tiềm năng lắm, Kyo Kazuki, Kizuna, một hiệp sĩ nhưng ở thế giới khác. Còn rất nhiều nhân vật khác lắm nhưng họ cứ đến rồi đi và vai trò của họ cũng chỉ như những NPC dẫn đường vậy nên sẽ khiến người xem cảm thấy hơi buồn ngủ ở đoạn sau. Phải nói rằng, phần 2 này giống như là một cái teaser dài tập để làm bàn đạp cho phần tiếp theo. Nhưng mỗi tội teaser này đang làm mọi người không còn hứng thú nhiều với phim nữa. Nếu có phần 3 thì thật là tớ rất mong vai trò của những nhân vật này được thể hiện nhiều hơn chút. Lý do tiếp theo chính là sự phân bổ về thời lượng phim. Khác với phần 1, cả bộ phim gói gọn trong 24-25 tập. Mỗi sự kiện thì sẽ dài trong một khoảng thời gian nhất định, đủ để khiến người xem theo dõi. Sự kiện sau sẽ nối theo sự kiện trước một cách hài hòa, cứ trung bình khoảng 2-3 tập trong một sự kiện. Nhưng sang đến phần 2, khi cả bộ phim gói lại trong 13 tập, gần một nửa đầu phim chỉ nói về Linh Quy, về việc Rishia yếu đuối, không tự tin về bản thân, làm chủ sức mạnh. Nửa phần phim này chậm chạp, khiến người xem cảm thấy bị oải. Nhưng ở phần tiếp theo, khi nói về các thế giới khác, về việc cả nhóm bị truy nã và chạy vòng vòng, rồi cả những phân đoạn mà Naofumi đi tìm Ralph Tania, mọi diễn biến ở nửa phần sau thì lại hơi gấp gáp, khó theo dõi và mọi người sẽ kiểu, ủa, là sao? Sao nhân vật này lại ở đây? Diễn biến của tập trước nói về vấn đề gì vậy? Một điểm nữa khiến sự trỗi dậy của anh hùng khiến phần 2 bị chê hơi nhiều, đó là về đồ họa và âm thanh thì chưa thực sự mượt mà và đôi chỗ trông hơi kỳ. Điển hình như 5-6 tập đầu tiên có sự xuất hiện của Linh Quy với các chuyển động và tạo hình. Thú thật thì trông nó hơi giả và không có ăn nhập được với khung cảnh của cả phim, kiểu giật giật và đồ họa cũng không được ăn khớp ấy. Các cậu có thể xem qua đoạn này để hiểu về thứ tớ muốn nói hơn nhá. Các tập về sau thì có cải thiện hơn một tẹo nhưng nó vẫn không thực sự chỉn chu như những bộ ra cùng thời. Có lẽ sau lần trì hoãn đầu tiên tới thời điểm ra mắt, thời gian vẫn không đủ nên studio phải chạy deadline vội vàng chăng? Tóm lại thì với những gì mà phần 2 của bộ phim thể hiện thì ở bộ anime này nói dở thì cũng không phải, nói hay thì cũng không được. Nó đủ để giải trí, nhưng nếu để cậu trông chờ nó ổn hoặc được hay như là ở season 1 thì có lẽ là sẽ hơi thất vọng đấy. Và đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Nếu các cậu thích, hãy cho chúng tớ một like, một share và một subscribe để chúng tớ có động lực làm thêm những video khác nha. Còn bây giờ thì, Way to Wear out!